Thưa quý vị và các bạn, tận dụng diện tích mặt nước tại lòng hồ thủy điện Jali, nhiều hộ dân tại làng Chờ, xã Jali, huyện Sa Thầy đã tiến hành nuôi thủy sản để tăng thêm thu nhập. Cùng với cá rô phi, thắt lát, chấm, diêu hồng, bà con xây dựng nhiều lồng bè để nuôi cá lóc. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình này, huyện Sa Thầy đã hỗ trợ thêm con giống giúp bà con phát triển sản xuất, đồng thời thành lập tổ hợp tác nuôi thủy sản xã Jali và tạo điều kiện để người dân xây dựng sản phẩm OCOP từ cá lóc lòng hồ. Hướng đi này đang từng bước tạo thu nhập ổn định đời sống, giúp người dân làng Chờ từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Chuyên mục Bạn của Nhà Nông hôm nay giới thiệu đến bà con nông dân kỹ thuật cơ bản về nuôi cá lóc và các loại cá khác trong lồng bè. Năm 2018, ông Vũ Văn Bình rời tỉnh Đồng Nai đến định cư tại làng Chờ, xã Jali, huyện Sa Thầy để hỗ trợ con gái phát triển sản xuất. Kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã giúp ông nhận ra tiềm năng lớn về kinh tế khi thực hiện nuôi cá lóc tại lòng hồ thủy điện Jali. Trên cơ sở này, ông đăng ký với địa phương để phát triển mô hình nuôi cá lóc trong lồng bè. Hiện nay với 6 lồng bè và khoảng 10 vạn con cá lóc đang sinh trưởng phát triển tốt, gia đình ông có thu nhập ổn định từ 80 đến 100 triệu đồng một năm. Ông Bình cho biết, kể từ khi nuôi cá lóc tại lòng hồ thủy điện Jali, thay vì sử dụng cám công nghiệp là nguồn thức ăn chính cho cá như trước đây, gia đình ông và các hộ nuôi cá bè tại lòng hồ chủ yếu sử dụng cá mương xay nhuyễn trộn với rau xanh để cho cá ăn. Mỗi ngày một lồng nuôi tiêu tốn từ 50 đến 60kg cá mương. Đối với cá mương, có hai cách để đánh bắt, đó là sử dụng thuyền trang bị vợt lớn đánh bắt vùng nước đục hoặc dùng vó, còn gọi là dớ, để vớt cá khu vực nước trong. Cá mương tại lòng hồ thủy điện Jali tương đối dồi dào, là loại cá sinh sản nhanh với vòng đời ngắn. Do vậy, việc đánh bắt cá mương làm thức ăn cho cá lóc và các loại cá khác không ảnh hưởng đến hệ sinh thái lòng hồ. Như thế này thì nó chiều dài, chiều rộng thì như thế nào ạ? Cái này, cái bó này là rộng 17 mét vuông. Nó gọi là ở địa phương đây gọi bằng rớ. Để buổi chiều 5 giờ mình đi, mình thắp cái đèn bình 12V. Xong khoảng 1 giờ đêm là mình đi, mình quay, mình bắt cá, xong mình thả xuống. Rồi mình gỡ đèn về, mình sạc, chiều đến mình lại đi. Ngày nào cũng như thế. Mùa này là mùa nước trong để đánh bắt con cá mồi ở tại lòng hồ để cho cá lóc ăn. Là mình không phải mua thức ăn. Mỗi một lần mà mình bắt bằng cái rớ như thế này thì mình bắt được khoảng bao nhiêu cá? Nó cũng hên xui, nó tùy theo, có hôm 15 cân, 20 cân, có hôm thì nó 30 cân, có hôm thì nó chừng 5 cân. Có là nó không đều, nhưng mình làm khoảng một người làm trung bình nhiều nhất là khoảng 9 ca như thế này. Làm đến sáng là về. Vâng, như bản thân ông thì ông nhận thấy rằng là cái việc mà nuôi cá bằng cái cá tự nhiên thì nó có lợi hơn so với cái việc mà nuôi cá bằng cám công nghiệp thì sao? Đúng rồi, nuôi cá công nghiệp thì ăn con cá không bao giờ ngon bằng con cá của mình đánh bắt, là ăn con cá sống tự nhiên của lòng hồ. Mà nước thì sạch, ao không bị tù nước, ăn cá không bị hôi da, nó gọi là hôi rong. Tại vì con cá lóc này là bản chất nó là ăn chuyên cá sống, còn ăn cám mà chẳng qua là phụ họa, trong khi thời điểm mà khắc nghiệt mình không đánh bắt được mình cho ăn thêm. Nhưng mà nó đang ăn cá rồi phải bỏ xuống một tuần sau nó mới ăn, chứ không phải thả nó ăn ngay. Tại vì cái khác bị ăn nó không ăn, nó nổi nó bỏ thôi. Là muốn cho nó ăn phải tập từ đầu. Như đối với lại cá giống của cá lóc thì mình phải chú ý cái gì ạ? Con cá giống cá lóc này thì chủ yếu là mình nuôi về tránh mùa đông, cá nhỏ mùa đông bị lạnh nó bị tuột nhớt, nó chết. Mùa này là không có ương cá con. Tết xong ấm trời lên, bắt đầu mới ương cá con thì khoảng tầm tháng 6, tháng 7 đổ thì bây giờ đang thu hoạch. Có nghĩa là nó lớn, nó trụ qua mùa đông, nó cũng không bị tuột nhớt. Là cái quy trình của con cá lóc là như thế. Giống cá thì bà con có thể mua ở đâu vậy? Giống cá này mua ở tận Hồng Ngự, miền Tây. Là tiền xe trở về đây thì hết chi phí một đầu con là 1.300 đồng. Luôn xe chở đông, bà con tập trung chở khoảng 200 can, mỗi một can là 1 vạn con, nó làm khoảng 20 vạn. Để chia ra anh em, để chia nhau mỗi người một điểm, ai nuôi nhiều thì đặt nhiều, ai nuôi ít đặt ít, chuyện mà tiện một chuyến xe. Với kinh nghiệm của ông thì ông nhận thấy rằng là cái tỷ lệ sống của cá giống thì ra sao? Tỷ lệ sống của cá này nếu nuôi đúng thời điểm mà thời tiết nắng đẹp thì nó sống, chỗ trại ương uy tín thì nó khoảng 80%. Nó sống tỷ lệ là 80%. Nó đến khi lúc thu hoạch thì nó khoảng, khi nó cũng bị bệnh lúc nhỏ, rồi khi bị thời tiết nước khắc nghiệt rồi mưa xuống nước nó bị lòng hồ nó đưa đẩy phèn lên thì
mình phải dùng bằng là tất cả các cái loại là kháng sinh, mình tạt nó, tạt để nó tẩy cái vi trùng để nó bám vào da, nó ghẻ là nó chết. Thì nó khoảng đến lúc thu hoạch thì nó còn khoảng 70%. Thả 10.000 con còn khoảng 7.000. Một lồng này là ngang là 4 mét, dài 6 mét, sâu 2 mét rưỡi, nhưng mà trên mặt nước này là 5 tấc, còn từ mặt nước xuống chỉ nó ở có 2 mét, nó không ở tầng sâu. Nó là đặc biệt của nó không ở tầng sâu, nó chỉ ở vào khoảng 2 mét nước đến 3 mét nước đổ lại thôi. À, so với các loại cá khác thì cá lóc của mình có hay bị bệnh như thế nào không ạ? Con cá lóc này chỉ bị bệnh đốm ghẻ trong mùa đông, và nước nó giao thời mưa xuống, nước phèn sục lên, nó cạn, lòng hồ nó cạn xuống, khi mưa xuống đã đầu là ở trên phủ trôi, nó trôi xuống thì con cá nó bị nhiễm khuẩn ở da, là nó bị ghẻ ở da thôi, chứ nó không có bị bệnh gì. Ngoài ra mình cho ăn thì có thêm men và C, để men thì nó tạo cái cho cái đường ruột con cá nó tốt. C thì nó làm giải nhiệt cho con cá trong lúc mà trời nó nắng. Theo kinh nghiệm của các hộ nuôi cá lóc tại lòng hồ thủy điện Gia Ly, thời điểm bắt tay vào nuôi thủy sản bằng lồng bè, bà con cần chú ý vị trí đặt lồng cho phù hợp. Lồng cá nên đặt nơi thông thoáng, luôn có dòng nước lưu thông, đặc biệt tránh đặt lồng ở nơi nước đứng, nước chảy xiết hoặc những khúc sông bị sạt lở. Gia đình em ở đây thì có 8 lồng bè, như thì nuôi là nó là bây giờ hiện tại bây giờ là hai loại cá. Cá lóc là chủ yếu là số lượng nhiều, còn cá lát thì cũng nuôi đó, cũng một thời gian cũng một năm rồi đó, nó cũng đạt, cũng nhìn thấy nó cũng đẹp đó. Với ngoài ra thì tôi cũng thả lên cái dèo cá, nuôi cá tạp này nè, cá rô phi hoặc là cá chấm, cá chép tự nhiên ngoài sông đó, mình đánh bắt được mình bỏ vô mình nuôi, hoặc là mình làm mồi cái mình cho nó vô rồi mình nuôi đó. Thì ở đây thì Diệp ơi, cứ nuôi xong hết đợt này rồi cứ ương đợt khác nuôi. Khung lồng nuôi cá có thể làm bằng sắt, tre hoặc gỗ, tùy vào điều kiện kinh tế và quy mô đầu tư của mỗi hộ để thiết kế lồng nuôi cho phù hợp. Ví dụ, với cá lóc, cá rô phi, bà con nên thiết kế khung lồng có 6 đến 12 ô lồng và dành riêng 1-2 ô lồng để làm nhà, sinh hoạt và kho chứa thức ăn. Những ô còn lại dùng để nuôi. Lồng lưới có dạng hình hộp lập phương hoặc hình chữ nhật. Mặt để hở gọi là miệng lồng. Bà con có thể sử dụng thùng phi sắt hoặc phi nhựa 200 lít làm phao nâng lồng. Tại như là chiều ngang là 4, chiều dài là 6. Nói chung là 4-6 đó. Thì lồng thì mình cứ đặt mấy cái dèo này, thì mình có một dèo thưa bảo hiểm ở ngoài. Còn dèo trong này nó dày hơn thì mình rộng cá mình nuôi ở trong đó, còn mình muốn mà chắc ăn nữa thì mình thêm một cái dèo lưới thưa ở ngoài nữa. Quá trình nuôi cá trong lồng bè, bà con chú ý thường xuyên vệ sinh lồng trung bình khoảng 1 tuần một lần bằng cách cọ sạch trong và ngoài lồng, loại bỏ các loại rác trôi nổi bám vào lồng. Những ngày thời tiết xấu, bà con nên kiểm tra lồng cẩn thận, đảm bảo đủ lượng oxy cung cấp cho cá. Cái lồng hồ này thì cái mùa nước rút thì nó cạn đi đó, thì có thể là mình bơm cái sủi á để cho nó cung cấp oxy cho nó, để nó thích nghi với môi trường nước. Còn như cá lóc này á thì nó không có cần oxy lắm, nên là nếu mình có thì càng tốt. Thì tôi thấy thì cá lồng bè này á thì lợi nhuận nó thì cũng đạt cũng cao đó, nếu mà mình nuôi mình đạt. Thì một lồng như nãy tôi nói là 4-6 thì cũng đã có nuôi rồi này, thì nó cũng đạt được, đó là đúng mùa đúng thời vụ, nó được 4 tấn mấy, gần 5 tấn. Thì trung bình thì nó, nếu mà nói là trung bình thì nó tầm từ 2 tấn trở lên. Cá lóc nuôi khoảng 7 tháng có thể thu hoạch, trung bình mỗi con nặng từ 1 đến 1,5 kg. Hiện nay, giá bán cá lóc cho thương lái dao động từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, bà con có thu nhập tương đối ổn định.